Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với video của Hùng. Chúng ta đến với trận đấu đôi nam của giải cầu lông Badminton Unlimited được tổ chức bởi Anh Quốc Việt Badminton. Phía gần màn hình là cặp đôi Hưng Đức của Bắc Ninh, phía xa màn hình là cặp đôi Long Tô của Quảng Ninh. Đây sẽ là một trận đấu rất hay, mời mọi người cùng theo dõi. Và bây giờ thì Hùng lại sang bên kia live stream trận đấu ở sân bên kia đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Just...
Oh,